Hay. Chào các bạn. Thì trước tiên mình muốn bày tỏ sự cảm ơn của mình đối với các bạn đã xem, đã chia sẻ cái clip về cái công việc, về cái việc xin việc của mình từ Việt Nam, cũng như về cái việc thẻ xanh và một số clip khác. Mình cảm thấy rất vui trong cái năm mới này, dù mình ở xa nhà nhưng mà mình vẫn nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ những người bạn mới. Và đặc biệt là những bạn trẻ nhắn tin cho mình nói rằng là nhờ cái xem cái clip của mình mà làm cho các bạn ấy có thêm năng lượng để apply job hay là tiếp tục cái con đường học học hành của mình. Thì nói chung đây là cái sự động viên vô cùng lớn và mình cảm thấy rất vui, bởi vì những cái điều mình chia sẻ nó có ích với nhắc một số người. Và vì vậy nên mình tiếp tục chia sẻ, và mình nghĩ rằng cái việc xin việc nó thực sự là quan trọng. Cho nên mình sẽ tập trung vào cái một số cái chia sẻ về xin việc trước. Một số bạn có đề nghị mình làm cái video chia sẻ về các cách viết gọi là teaching statement, tức là cái triết lý về giảng dạy, cũng như là cái research statement. Thì mình sẽ chia sẻ những cái chuyện đó, nhưng mà điều trước tiên mình muốn làm đó là chia sẻ về cái chuyện viết email như thế nào, bởi vì theo quan điểm của mình cái chuyện này nó cực kỳ quan trọng. Có thể các bạn sẽ cảm thấy nó không 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 quan trọng lắm, bởi vì ai cũng có thể viết email và ai cũng viết email hàng ngày, đúng không? Nhưng mà không biết là có bao nhiêu người nghĩ lại là mình cái email mình viết như vậy nó chuẩn chưa. Và bản thân mình ấy, khi mình apply job 2 năm trước, năm 2016, 2017, thì mình phạm rất là nhiều cái lỗi trong viết email. Hồi xưa giờ mình vẫn nghĩ mình là người viết email rất là tốt thậm chí viết bằng tiếng Việt hay là tiếng Anh. Thế nhưng mà thật sự đến giờ thì mình nghĩ mình là người viết email rất là tệ. Vì vậy nên mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn thấy là cái tầm quan trọng của email như thế nào nhé. Trước tiên mình muốn nói là, thứ nhất, email nó giải quyết mình hai việc. Nó sẽ chứng minh cho mình là cho người ta đọc ấy, email ấy, chứng minh là cái người viết email thật sự là người có kỹ năng giao tiếp, tức là email phải dùng truyền đạt một số cái nội dung thông tin nhất định nào đấy. Nếu như email không thực hiện được cái nhiệm vụ đấy, coi như là cái người đó là không có khả năng giao tiếp. Cái việc thứ hai mà cái người đọc email người ta có thể thấy, đó là cái khả năng viết của người viết email nó như thế nào. Nếu mình viết lung tung lang tang này nọ, lung tung không tập trung, thì rõ ràng cuối cùng là tạo ra một ấn tượng xấu. Và các bạn biết là trong xin việc ấy, mình nhắc lại là người ta nhận vài trăm cái bộ hồ sơ hoặc là đại khái như vậy, và thậm chí đến khi mà các bạn được mời vào interview rồi mà lúc đấy bạn thể hiện cái qua cái email là bạn thực sự không phải là một người có cái writing và cái communication skill tốt, thì chắc chắn bạn sẽ bị loại ngay. Và mình đã là một trong những người bị loại như vậy trong năm 2016-2017. Ok, thì mình sẽ bắt đầu vào cái câu chuyện là chia sẻ những cái nguyên tắc chính khi mình viết email và bản thân của mình. Các bạn có thể Google thấy rất nhiều, mình chỉ nói ngắn thôi, chỉ có một hai nguyên tắc chính khi viết email thôi. Và mình sẽ chia sẻ những cái email cụ thể và phân tích những cái lỗi trong từng cái email đấy, và hy vọng rằng các bạn có thể biết được và tránh được những cái lỗi đấy trong 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 cái email của các bạn. Vậy nhá, bây giờ mình sẽ show lại cái màn hình và mình sẽ bắt đầu từ đó. Thì trên cái màn hình của bạn bây giờ đó là cái email mà mình soạn sẵn khi mà apply cho một cái job nào đấy. Thì bây giờ dựa trên cái email này mình sẽ phân tích cái cấu trúc của cái email nhé. Đây là cái tiêu đề của cái email, và cái tiêu đề của cái email này nó giúp cho người ta nhận định là cái email của bạn như thế nào và muốn nói về cái gì. Nếu như bạn dùng những cái tiêu đề mà nó không đúng cái trọng tâm của cái email, thì cái email của bạn nó sẽ lọt vào cái thùng rác, và như vậy là nó mất tác dụng. Cho nên là các bạn mới để ý viết cái này. Ở đây có nhiều người Việt người ta cũng không để ý lắm đâu, người ta cứ viết ví dụ như là xin chào hay là thư đó. Những cái như vậy là tự động nó sẽ rất dễ nhảy vào thùng rác. Bắt đầu cái email thì mình phải chào hỏi nhau. Mình chào hỏi nhau thì dùng dear, rồi thông thường cái cách gọi xưng hô này nó cũng quan trọng lắm. Và nhiều người thì không không hiểu cái văn hóa, ví dụ như tùy theo cái văn hóa của Nga thì nó khác cái văn hóa của Hàn, Nhật thì nó khác, nhưng mà văn hóa của Mỹ thì nó phải gọi nhau bằng cái doctor là gì đó, hoặc mix hoặc là mister, và sau đó cái chữ này này, cái này là dùng cái họ của họ, chứ không bao giờ dùng cái first name, tức là giờ không bao giờ dùng tên mà phải dùng họ nhé.
và hạn chế là tránh dùng cái việc là ai không biết thì nhiều người ta ghi cả tên cả họ vô luôn, nghe nó thấy nó rất là buồn cười. Và có một cái lỗi này mà mình thấy nhiều bạn Việt và thậm chí những người bạn Mỹ học trò của mình cũng vậy, cũng gặp phải, đó là gì? Người ta hay viết như thế này, rõ ràng là khi mà mình dấu phẩy này thì nhiều người nghĩ đó là cái dấu phẩy của một câu, cho nên là đôi lúc có anh bạn anh viết mình là anh viết là gì đó, nói chung bắt đầu từ ví dụ như này this is gì đó, thì bạn anh nói là không bắt đầu từ cái chỗ cái chữ t ho mà anh lại bắt đầu từ chữ t thường, bởi vì anh nghĩ là sau dấu phẩy và là phải tiếp tục phải dùng chữ t thường, nhưng mà thật ra đó là cái cấu trúc của email đó, thì nó đã mình ngắt xuống, không hạn chế viết kiểu như này, phải cần phải có một cái dòng ở giữa, còn có cái dòng ở giữa tách ra hai cái đoạn. Ok, thế thì cái nội dung chính của email đó, là mình phải tập trung rất là ngắn gọn, dùng câu chữ ngắn gọn và phải tập trung vào nội dung chính, không nên viết lan man. Nếu như bạn viết cho người ta lần đầu tiên thì hãy nên giới thiệu bạn là gì, ngắn gọn một câu. Rồi câu thứ hai, bạn giới thiệu bạn bạn nói cái mục đích của cái email này để làm gì, đúng chưa? Và câu thứ ba, bạn nói cho họ biết, bạn thông báo cho họ biết là trong cái email này bạn có kèm theo cái file nào không. Nếu có thì bạn phải nói là ừ, có kèm theo, hoặc không có thì không không cần nói gì hết. Và câu thứ tư là nói là nếu như mà họ cần thông tin gì thêm thì hãy contact với bạn, hãy liên hệ với bạn qua địa chỉ email hoặc là qua số điện thoại này. Đó, như vậy nội dung chính của cái email nó chỉ như thứ nhất giới thiệu bạn, thứ hai nói mục đích của cái email, thứ ba thông báo với họ là có gì kèm theo hay không, và thứ tư là nếu mà họ cần thông cung cấp thông tin của bạn cho họ, nếu mà họ cần thông báo. Đấy là cái phần chính. Và sau cái phần chính đó thì dĩ nhiên các bạn phải nhớ là cách cách dòng nha, đừng có viết như này mà phải cách dòng xuống, và phải cảm ơn họ, cảm ơn họ đã xem xét, và thêm một câu nữa là mình sẽ mong đợi để nghe từ họ, và sau đó là xin sorry. Cái này thì nhiều kiểu nhưng mà viết sao cũng được, mình đơn giản nhất thôi. Và sau đó là ký tên của bạn, ký tên của bạn tốt nhất là hãy nói ký tên họ đầy đủ, đừng có viết như này nha, mà phải viết ký tên họ đầy đủ. Cái mà mình muốn nhấn mạnh là khi các bạn viết email, mà đặc biệt là email xin job hoặc là email xin học bổng hay này nọ, hạn chế viết hạn chế kèm theo cái gửi kèm theo file. Bởi vì sao? Bởi vì họ rất là ngại khi mà bấm vào những cái file mà đính kèm, họ rất sợ virus, các bạn phải để ý cái đó. Cái đó không phải là người ta lười đâu, nhưng mà đôi lúc người ta sợ virus, mà sợ virus ảnh hưởng đến cái máy và cái hệ thống email của họ, cho nên là hạn chế gửi file. Mà các bạn như lần trước có một lần nào đó mình nói là khi các bạn xin job hay là xin học bổng này nọ, hãy tạo cho mình một cái website riêng, trên website này ấy, các bạn cung cấp thông tin càng nhiều càng tốt về bạn, và kèm cái thông tin đó và kèm cái đường link website đó vào đó, thì thay vì cái chỗ này bạn nói là có bạn có kèm theo cái gì đó, application packet hay là thậm chí CV hay đôi lúc là bài báo nha, thì tốt nhất là hãy gửi gửi một cái đường link, gửi đường link đó. Nếu là người ta bấm vào cái đường link đó, người ta thấy ở cái đường link này là của WordPress có tên của bạn thì chắc là ok, thế là người ta bấm vô để người ta thêm xem thông tin, nhưng mà làm như vậy nó rất là tốt, tốt hơn rất là nhiều đó. Thì đấy là cái chung của cái email nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần những cái email mình dùng năm 2016, 2017 như thế nào, và mình phân tích cái lỗi của nó. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu từ cái email mà mình nhận được từ đứa học trò ngày hôm qua. Chúc mừng năm mới. Thì cái email nó như thế này. Các bạn nhìn vô thì thấy nó nhìn nó không đẹp mắt đâu đúng không? Và cái đầu tiên nhất cái lỗi mà các bạn sẽ thấy đó là cái chỗ này. Chữ năm mới này là bắt đầu là mình phải xuống nhất xuống dòng, thứ hai là phải bắt đầu từ cái n in hoa đúng không? Tất cả hết cái này một dòng đưa hết đó. Thì mình nghĩ nếu mà mình nhận được cái email này thì mình sẽ rất là vui. Hiển nhiên mình nhận email chúc Tết mình vui rồi, nhưng mà mình sẽ rất là vui hơn nữa nếu như có một cái email, đọc một cái email mà nó rất là thoải mái con mắt. Và các bạn thấy là khi người ta làm việc ấy, mà người ta tuyển dụng á, người ta rất là mệt mỏi. Bạn mình nó nói là nó mệt mỏi phải xem xét hồ sơ của người khác, chả để làm gì. Nhưng mà vì vậy cho nên nếu mà gặp một cái email hay là một cái gì đó mà nó không ưng á, là người tạo ấn tượng xấu với họ cực kỳ tệ luôn, là người ta có thể loại mình ngay. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào phân tích những cái email của mình trong năm 2016, 2017 và 2018. Thì đây là một cái email mà mình viết, mình xin việc. Thông thường thì lẽ ra mình phải bắt đầu từ câu là tôi là ai, mình phải giới thiệu mình đúng không?
Cái mà I would like chủ nghĩa từ cái chỗ bị động to be interviewed để cho họ thấy thiên là cái thằng này nó đang thích đang muốn đấy, nó đừng có lấn lướt quá gì đó, đại khái như vậy các bạn nhé. Tại vì trong interview mình họ sẽ cho mình khoảng tầm mấy phút cuối cùng, 5 phút cuối cùng để mình hỏi, thì đó là lúc mình interview họ, tức là interview là luôn luôn 2 triệu. Ok, thì đấy là nhỏ thôi, nhưng mà ở đây mình có một cái lỗi lớn mà cái lỗi này nó lặp đi lặp lại miết, mình bây giờ mình đọc lại mình rất là buồn cười. Mình lại ghi thêm là mình sợ người ta không biết hay sao ấy, mình ghi thêm là tôi rất muốn là rất là cảm thấy phấn khởi với cái cơ hội làm việc cho trường. Tôi tin rằng là những cái kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ của tôi là nó có thể đóng góp cho khoa, đóng góp cho trường. Những cái câu này không cần thiết, bởi vì khi mà họ thuê người, họ sẽ biết là họ đang thuê ai và họ thuê ai, thuê với những cái đặc điểm gì. Nếu mà các bạn nói có 100 lần thì hoặc nhấn mạnh tôi là super này nọ thì người ta nhìn vô, người ta không cần thì người ta sẽ không cần. Cho nên là không cần nói những cái câu này, nó tạo cái sự dại dột của cái lá thư. Ok rồi, thì đây là một cái email rất là ngắn gọn nữa, nhìn vô rất là ngắn gọn nhưng mà nó có một vài cái lỗi trong này. Mình nhận được một cái thư mời phỏng vấn thì mình viết lại ngắn gọn, mình viết như này: thank you so much. Những cái kiểu như thế này là hạn chế những cái từ cảm thán trong những cái email mà quan hệ liên hệ công việc, bỏ cái chữ này đi, so much. Sau nữa người ta bảo nếu mà họ hỏi mình là nếu mà có còn thích cái vị trí đó không, để mà họ gọi họ họ mời interview đúng không, mình lại kêu hiển nhiên là mình bảo thích và tôi còn thích, còn tôi còn rất là thích cái này. Thì thật ra cái vế sau nó giải thích cho cái chữ yes rồi, những cái từ như thế này là hạn chế dùng trong email, thì mình nghĩ như vậy, cho nên là chỉ cần nói câu sau thì người ta hiểu. Còn câu này thì mình viết nó hơi lủng củng câu cú, câu này thì đúng ra phải viết là please feel free to let me know if you need something else. Ra thì phải viết như vậy. Đó. Còn, nhưng mà đó chưa là cái lỗi nữa, một cái lỗi tiếp theo nữa là cái này mà hồi nãy mình đã phân tích là đừng có tạo việc cho người ta. Cái này thì mình nghĩ là lúc đó mình có thêm một hai bài báo gì nữa, mình nghĩ là người ta sẽ thấy là rõ ràng thằng này nó làm việc tích cực. Mình kêu thôi có cái update, có cái CV update đây này, tôi gắn kèm vô cái email này mấy ông xem nhé. Thì thật ra là thêm việc cho người ta đấy, người ta một khi người ta đã gọi bạn interview có nghĩa là người ta thích mình rồi, đúng không? Cho nên là mình hạn chế thêm việc cho người ta. Mình lại nhắc lại cái chuyện là người ta sẽ cảm giác là ồ, nếu mà thuê cái thằng này về nó sẽ là một cái thằng luôn tạo việc cho mình và gây phiền phức. Và hiển nhiên với những cái email như vậy thì năm 2016 mình hoàn toàn fail hết. Rồi bây giờ mình sẽ nói về những cái email của năm 2017. 2017 thì cái tình hình nó sáng sủa hơn xíu. Mình nhận được rất nhiều cái thư mời phỏng vấn Phone Sky và cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Mình nhận được nhiều lời như vậy bởi vì cái hồ sơ xin việc của mình được chuẩn hóa lên rất là nhiều. Thế nhưng nó vẫn chưa đủ tốt, các bạn xem nhé. Thứ nhất, đây là cái thư mình cảm ơn người ta đã mời mình phỏng vấn lại. I would like to, thì tốt nhất là những kiểu nói Việt Nam như vậy là nên hạn chế, đơn giản ngắn gọn, thank you, không có so much gì hết. Và cái câu này mình lại lặp lại cái lỗi của cái thư trước, đó là mình lại phân nói lằng nha lằng nhằng các loại là tôi có thể cống hiến các loại. Tạm thời cái phone với Skype interview nó chưa nói gì nhiều về cái chuyện đó cả, tốt nhất là mình bỏ này đi để cho mình thấy là nó cái thư của mình là ngắn gọn đó. Sau đó là mình, các bạn thấy không, khi mình xóa đi thì mình còn lại mình cung cấp thông tin của họ và thời gian họ interview mình lúc nào. Còn, thế là xong một cái email cảm ơn đó, nó giải quyết hết mọi nội dung cần thiết của mình. Rồi tiếp theo cái lại một cái lần interview khác thì mình nhớ mình đọc lại cái thư này mình rất là buồn cười, bởi vì cái người mà nhận cái thư này sau này là trở thành người bạn của mình và người ta phân tích cho mình rất là nhiều vì sao mà hồ sơ của mình bị loại sau khi Skype interview, mình không vào được campus interview trong cái này. Thì cái lỗi nó như này. Ok, mình cảm ơn. Sau khi interview thì mình có cái màn cảm ơn đúng không? Phải viết thư cảm ơn, viết từng cho từng người một. Thì cái câu này là câu thừa bởi vì cái câu này với là cái vế sau ấy, thật ra nó giống nhau cả. Nó còn nội dung nó tương đương nhau. Không nên lặp lại mà tạo có những cái câu kép dài dòng. Và thêm nữa, cái lỗi này là cái lỗi tiếp theo nữa là mình bảo là những cái mà mình lại hứa hẹn, đúng không?
sẽ cống hiến này nọ. Rồi sau đó mình trong lúc đó, lúc mình viết lá thư này, mình nhớ rất rõ là mình nghĩ rằng ừ, thôi thì họ đã phỏng vấn mình, đôi lúc mình lại sợ người ta quên về mình, cái lỗi này rất là ngại, đừng có sợ người khác quên về mình. Bản thân mình hay sợ, mình không biết có phải cái tính của người Việt mình chung như vậy không, mình cứ sợ như thế. Thế thì mình đã bắt đầu là viết tràn gian đại hải, liệt kê ra bao nhiêu thứ kinh nghiệm, bao nhiêu thứ hoạt động mình đã làm. Cuối cùng cái lá thư của mình nó trở thành giống y như là một cái túi túi rác mà chứa các cái loại thể loại rác. Nếu như viết ok thì này, xóa này đi nhé, sau đó xóa luôn này đi nhé, thì các bạn sẽ nhận được một cái thư rất là gọn gàng, đúng không? Cảm ơn, rất là gọn gàng. Ok, ok, thì thấy là đấy là những cái lỗi của mình ở năm 27, và cuối cùng 27 thì mình cũng không được một cái offer nào hết. Rồi bây giờ mình sẽ nói qua cái câu chuyện của bắt đầu từ tháng 11, 27 đến 28, khi mà cái mùa xin việc, tới mùa xin việc năm ngoái ấy, hồ sơ của mình tốt hơn rất là nhiều. Mình nhận khoảng tầm 30 đến 35 cái thư mời phỏng vấn, và có nhiều cái phỏng vấn campus ngay từ tháng 11 luôn. Thế bây giờ những cái email của mình nó chuẩn hóa rất nhiều nhờ sự góp ý của cậu bạn, và mình vẫn để ý rất là nhiều. Thì đây á, mình sẽ nói lại cái quy trình, tức là khi mình nhận được thư mời phỏng vấn thì mình phải, kiểu như là mình phải cảm ơn họ, đúng không? Tạm thời chỉ nói đây là một cái mẫu thư cảm ơn của mình đó. Cảm ơn vì cái cơ hội là được để sắp xếp cái phone interview, và mình nói là mình còn rất thích cái vị trí đó, và vậy là mình sẽ rất là happy nếu như được interview bởi họ. Hết một cái thư như vậy. Sau khi người ta nhận cái thư như này thì người ta sẽ sắp xếp cái lịch phỏng vấn cho mình. Thì sau khi mình nhận được cái thư mà sắp xếp lịch phỏng vấn thì mình lại phải cảm ơn tiếp, đúng không? Cảm ơn tiếp. Họ có thể hỏi là phỏng vấn điện thoại, phone office hay là cell phone gì đó, đại khái thế. Thì mình sẽ cảm ơn cho vì đã họ sắp xếp cái phỏng vấn cho mình nó đơn giản là sắp cảm ơn vì đã scheduling cái phỏng vấn đó, cung cấp thông tin của họ, của mình cho họ, cái này cho họ. Và sau đó nếu mà bạn thích chọn office phone hay là cell phone thì bạn nói cho họ thôi, và sau đó là cảm ơn, và thêm nữa là rất mong đợi là sẽ nói chuyện với họ vào cái ngày mà họ đã sắp xếp cho mình. Các bạn thấy không, rất đơn giản. Tiếp theo, sau khi phỏng vấn mình phải viết một cái lá thư là cảm ơn vì đã phỏng vấn mình. Thì trong cái thư cảm ơn để phỏng vấn mình ấy, nó sẽ gồm, mình thông thường mình nhớ là mình chỉ viết khoảng 4 câu thôi. Câu thứ nhất này, thứ nhất là mình cảm ơn vì cái cơ hội đã được phỏng vấn với họ để cho cái vị trí đấy. Câu thứ hai, phải nói về cảm nhận của các bạn của cái qua cái phỏng vấn đấy, tức là bạn thích cái phỏng vấn đấy, enjoy cái conversation. Thứ ba là bạn nhấn mạnh lại nữa là bạn rất thích cái vị trí của họ. Sau khi bạn enjoy conversation thì bạn thấy là nhấn thích cái vị trí của họ, bởi vì lúc phỏng vấn thì bạn tìm hiểu rất nhiều, đúng không? Hỏi qua hỏi lại các loại. Và cái thứ tư nữa, bởi vì mình rất thích cái vị trí đó, cho nên bây giờ đến lúc này thì mình có quyền nói là sẽ rất là vui nếu như họ nhận được một lời mời đến campus, tức là cái vòng cuối cùng. Các bạn thấy không, bốn câu thôi thể hiện đúng bốn mục tiêu: thứ nhất cảm ơn, thứ hai là nói về cái cảm nhận của mình về phỏng vấn ngắn gọn, thứ ba nhấn mạnh lại mình thích vị trí đó, và thứ tư là nói về cái mong muốn của mình, không nói gì về là khả năng cống hiến gì đó. Những thứ đó là người ta thấy hết, không cần gì hết. Ok, rồi sau khi mình nhận được, người ta gọi mình đi đến đến on campus interview thì mình sẽ viết một cái thư cảm ơn, đúng không? Về là lẽ ra mình viết thư cảm ơn với cho tất cả những người mà đã gặp, từ ông Dean đến những ông hiệu trưởng, hay là những ai gặp là những thành viên của hội đồng tuyển dụng đó. Thì cảm ơn, câu cảm ơn nó lại câu quay lại vấn đề chỉ có bốn câu thôi. Thứ nhất, cảm ơn vì đã tạo cho, mời mình đến và tạo cho mình một cái cơ hội để tham gia cái cộng đồng của họ. Câu thứ hai, nói về cái visit của mình, nó cảm nhận của mình về cái visit như thế nào. Và câu thứ ba là mình thích cái visit đó hay không, và mình thích những cái conversation của và cái cuộc gặp gỡ với những người đó hay không. Và sau đó là bây giờ mình hứa hẹn nếu như mà được cơ hội tham gia họ thì mình sẽ làm, có thể cống hiến cho khoa. Các bạn thấy không, bốn câu, công thức của mình là bốn câu rất là đơn giản đó. Thì với cái quá trình mà chuyển biến như vậy thì sau trong 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 năm mùa sinh viên năm ngoái là mình có được rất ít nhất là phải năm cái on campus interview
và ba cái offer. Thì mình hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình vừa qua là giúp cho các bạn có một cái hình dung về cái công việc khi mình những cái trao đổi email khi mình xin việc, và có thể là giúp các bạn biết được những cái lỗi đó và đừng có lặp lại. Nói chung là hạn chế tối đa. Mình không nói rằng những cái email của mình viết ra nó là tốt nhất trong các email nhưng mà ít nhất những cái email đó, những cái email kiểu như vậy nó đã giúp mình xin được việc. Vì vậy cho nên là mình chia sẻ với các bạn. Hy vọng là cái video này nó bổ ích và nó giúp ích cho các bạn trong việc xin việc, hoặc là thậm chí xin học bổng, hay là trong cái việc giao tiếp hàng ngày của các bạn qua email. Một lần nữa, nếu như các bạn thích thì hãy chia sẻ những cái video của mình nhé. Nhớ subscribe. Thank you.